bến là bến chú đi bằng thuyền thầy hỏi bạn. Chào các bạn, mình đang ở trên cái sông gọi là cái sông trung tâm của thành phố Brunei, và đây là các thành viên trong đoàn, bạn Vĩnh này, bạn Hoa nè, bạn Ngọc nè, bạn Huỳnh Văn Ninh nè, ca sĩ trước đây là ca sĩ Quốc Ninh, còn bây giờ là doanh nhân Huỳnh Văn Ninh, bạn Hà, bạn Bình Yên, Yên Giang, và đây là người ninja đến từ đất nước Brunei. Và chúng ta đang ở trên một cái con thuyền độc mộc rất là nhỏ các bạn ơi, một cái con thuyền độc mộc rất là nhỏ, và chuẩn bị mình đi qua cái cầu này, chuẩn bị cái đầu mình đụng vô cái cầu này. Ok. Và ở xa xa này, ở xa xa là con sông nước, và tụi mình đi vào một cái làng gọi là cái làng trên sông các bạn. Mình book cái tour này đi 2 tiếng đồng hồ, đi trên sông nước hết, trải nghiệm những cái điều rất là thú vị. Đây là những cái nhà ở Brunei các bạn không? Không có cao, và các bạn thấy người rất là ít, đúng rồi, đất nước người ta có chưa tới 500.000 người các bạn, cả đất nước người ta chưa tới 500.000 người, bằng một cái tỉnh bé bé của mình thôi, nhưng mà người ta rất là giàu có, nhà cửa người ta thì cũng các bạn thấy trên đường phố này. Người rất là ít, xe không có xe máy đâu. Mọi người đang di chuyển cái phao, những cái anh này đang di chuyển cái phao qua cho cái đoàn của chúng ta. Bây giờ đi tiếp, mình sẽ quay các bạn những cái đoạn sau, những cái thông tin những cái đoạn sau. Các bạn thấy xe vào này, cảnh sát vào này, vua vào này. Xe vào nè, các bạn thấy xe vào không? Cũng đang vào nè, tuyệt vời. Tuyệt vời nè, cũng đang vào nè. Xe đang vào nè. Thấy tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. Rồi, ok, rất là tuyệt vời. Giá là xong rồi. Rồi, các bạn thấy những cái giây phút này